Xin chào quý vị khán thính giả của Người Việt Channel. Tôi là Bùi Như Mai từ San Jose, California. Tôi xin thưa với quý vị như thế này. Tôi chỉ làm công việc của một người dịch là đọc các báo rồi chọn ra những bài bình luận, bài phân tích, các bài viết của các nhà báo uy tín về ý kiến của họ đối với tình hình thời sự chính trị nóng bỏng xảy ra hàng ngày ở Hoa Kỳ. Rồi tôi dịch để gửi đến cho quý vị thì với tinh thần là phải luôn tôn trọng sự thật. Và các câu chuyện um, nóng bỏng hiện nay là về tình hình bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Thì hôm tuần rồi tôi có gửi đến cho quý vị hai bài về hai luồng ý kiến đối ngược về chuyện tổng thống Biden có nên rút lui hay tiếp tục tranh cử. Thì đa số quý vị đồng lòng ủng hộ tổng thống Biden tiếp tục tranh cử và nếu ông ở lại thì chúng ta phải ủng hộ ông. Chuyện đó là đương nhiên. Vì không chỉ ông là một tổng thống giỏi, mà ông có cả một đội ngũ chính quyền làm việc dưới sự lãnh đạo của ông, toàn là những người có tài và có tâm. Nhưng ủng hộ tổng thống là một chuyện, còn sự phức tạp tuổi già của ông thì chúng ta nè, hết cả đảng Dân Chủ và các nhà báo đứng đắn cũng đều có cùng những lo lắng và ưu tư như nhau là có sẽ thắng cử được hay không hay lại giao trắng cái đất nước này cho tên vô lại một tên Trump bất lương vô đạo đức, vô liêm sỉ là một con người rất nguy hiểm để Trump và bè lũ của hắn phá nát hết các thể chế dân chủ của Hoa Kỳ và đó là lý do tại sao mà đảng dân chủ đang dối tung lên và có quá nhiều ý kiến về chuyện này vì vì cái sự lo lắng đó đó và không may là cái buổi tranh luận của tổng thống biden đã không được như ý muốn của tất cả chúng ta và đó là lý do chính của sự lo lắng của tất cả những người còn quan tâm đến nền dân chủ của đất nước hoa kỳ và từ đó có rất nhiều các bài về ý kiến về phân tích bình luận họ bênh hoặc họ kêu gọi tổng thống biden rút lui và tôi cảm thấy là nếu tôi không đưa các bài có các ý kiến khác với ý kiến của chúng ta đó đến cho quý vị, tức là tôi đã không làm đúng công việc của một người mà tôi đã hứa là tôi sẽ luôn đem đến cho quý vị những tin tức, những nhận định trung thực đúng đắn của truyền thông uy tín. Dù rằng đây là những bài viết mà chúng ta không đồng ý về những vấn đề tế nhị. Và tôi luôn muốn cái công việc của mình đó quý vị để giúp cho chúng ta cùng nhau nắm được tình hình và tôi xin nói rõ cho quý vị đó là các bài này không phải là ý kiến của cá nhân tôi mà chúng ta phải bình tĩnh để đọc để nghe để nắm rõ tình hình chung quanh tôi xin quý vị hiểu được công việc của tôi nó là như vậy đó thì với tinh thần đó tôi xin gửi đến cho quý vị hai bài sau đây bài đầu tiên có tựa đề là xin tổng thống hãy có quyết định đúng đắn bài viết của ông Paul Krugman đăng trên báo The New York Times ngày 8 tháng 7 năm 2024 do Bùi Như Mai Dịch. Dưới đây nè là ba điều sự thật đúng về Tổng thống Biden. Thứ nhất là ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một Tổng thống. Thứ hai là ông đã bị đối xử bất công quá rõ ràng và lố bịch luôn mọi lời tuyên bố hơi bị lỗi của ông hoặc tuổi già của ông đều bị truyền thông mổ xẻ và phân tích với một mức độ vượt xa bất cứ sự xạo láo kiểu nói năng ngu xuẩn phát ra từ cửa miệng của Trump và sự hèn hạ điên cuồng thường xuyên của Trump đều bị báo chí truyền thông mổ xẻ hơn là những cái 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 cái, cái sự xạo láo của Trump quý vị thứ ba và tôi nghĩ là và Tổng thống nên rút lui và có lẽ ông nên ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris ra tiếp tục tranh cử thay thế ông. Bất cứ ai mà có theo dõi tình hình chính trị của Hoa Kỳ và các chính sách của chính quyền của Tổng thống Biden đều phải biết là những thành tích của Tổng thống Biden đáng kể như thế nào. Trong nhiều chục năm qua thì Hoa Kỳ dường như không có khả năng làm bất cứ thứ gì để bảo đảm tương lai của đất nước. Nhưng với Tổng thống Biden, mặc dù chỉ có đa số rất là mỏng manh ở Quốc hội mà ông đã ban hành được các đạo luật về cơ sở hạ tầng, về công việc tiên tiến sản xuất chip và đạo luật về năng lượng sạch để bảo vệ môi trường. Ông đã làm được tất cả những điều này trong khi ông là lãnh đạo một đất nước có nền kinh tế tốt nhất của các quốc gia thịnh vượng trên thế giới. Đúng là lạm phát tăng cao khi nền kinh tế thế giới đang phục hồi sau đại dịch COVID. Nhưng mà lạm phát đã xảy ra ở khắp các nơi trên thế giới chứ không riêng gì ở Hoa Kỳ cả. Nhưng mà tốc độ phục hồi tăng trưởng ở Hoa Kỳ như là Quỹ Tiền Tệ Quốc tế cho biết đó, là quá tốt so với các quốc gia ngang hàng với Hoa Kỳ. Và Tổng thống Biden đã đưa lạm phát giảm nhanh chóng mà kinh tế không bị suy thoái. Những cuộc tấn công chỉ trích gay gắt hàm hồ vào các chính sách kinh tế của Tổng thống Biden hiện giờ trông thật là ngu xuẩn. Mức độ mà Tổng thống Biden đã bị dân chúng không công nhận các thành tích của ông đó, khiến tâm trí ông bực bội và có nhiều cử tri ngu xuẩn đến mức đã cho rằng đạo luật về cơ sở hạ tầng là thành tích của Trump. Trump chỉ toàn là cái tên hứa lèo về dự luật này khiến cho nó trở thành là một chuyện mà bị mọi người đem ra làm trò chế diễu. Trong khi tổng thống Biden mới chính là người đã hoàn thành xuất sắc cái công việc khó khăn này. Mọi người chỉ nhớ khi giá xăng tăng cao lên tới hơn 5 đô la một gallon mà thật ra là các tổng thống không chịu trách nhiệm về giá xăng tăng nha. Nhưng ít ai nói gì về giá xăng đang ở mức giá thấp nhất vào ngày lễ độc lập tức là ngày July 4, 4 tháng 7 trong 3 năm qua. Giá thấp nhất trong 3 năm qua. Đồng thời Dân chúng Hoa Kỳ có lẽ không cảm nhận được sự đầy đủ về cái sự nguy hiểm của Trump. Càng ngày Trump càng trở nên kinh khủng và đáng sợ như thế nào. Chúng ta phải xem lại các clip từ các buổi tranh cử của Trump để thấy ông ta ăn nói ngu xuẩn ngớ ngẩn và không mạch lạc ra sao. Quý vị nhớ chuyện cá mập và, và uh, điện giật không? Quý vị nhớ không? Cho đến khi mà nữ diễn viên Tara Hansen đề cập đến các chính sách cực đoan của Project 2025 trong buổi lễ trao giải thưởng BET 2024, thì tôi đoán là rất ít người biết về cái Project 25 này. Trong cái Project đó, đó lãnh đạo Đảng Cộng Hòa hứa hẹn là sẽ có một cuộc cách mạng Hoa Kỳ lần thứ hai, sẽ không có đổ máu, nếu cánh tả tức là đảng Dân Chủ cho phép họ làm, tức là đảng Dân Chủ giao cho họ cái ghế tổng thống đó. Tôi xin mở ngoặc ở đây là anh Nguyễn Đình Minh Quốc đã có một chương trình nói về cái project 2025. Đây là một dự án rất là nguy hiểm cho tất cả mọi khía cạnh của Hoa Kỳ. Và tôi xin mời quý vị coi cái chương trình này. Trump gần đây đã chối leo lẻo Ông ta tuyên bố rằng ông ta không hề biết gì về dự án 25 này là này cả. Mà dự án này đó là do chính đám bộ sậu thân cận trong ban tranh cử của Trump viết ra. Và sau khi cái project này bị xì ra đó, thì Trump tuyên bố rằng ông ta không đồng ý với một số điều họ đã viết trong đó. À ha, đây chính là một trò lươn lẹo. Vì Trump chối leo lẹo không biết gì về nó. Nhưng mà Trump lại chúc cho các tác giả của cái project 25 này được nhiều may mắn. Nhưng vấn đề là ở chỗ này là quý vị. Buổi tranh luận tổng thống vào tháng trước đáng lẽ đã cho Biden một cơ hội bằng vàng để mà nói cho dân chúng Hoa Kỳ biết rõ về ông và về Trump là người như thế nào. Và đáng lẽ Biden phải kêu gọi dân chúng phải bình tâm và đừng nghe những gì Trump tuyên bố nhưng trong buổi tranh luận đó, đó Tổng thống Biden đã hoàn toàn thất bại. Hy vọng thực sự duy nhất để cứu vãn tình hình tranh cử cho Tổng thống Biden là ông phải ra mặt, phải xuất hiện nhiều hơn, càng sớm càng tốt. Và ông phải thường xuyên có các buổi họp báo và đi khắp nơi để được phỏng vấn, để chứng minh rằng cái buổi tranh luận giờ ẹt à kia kìa. Cái buổi tranh luận vừa rồi đó chỉ là một sự xui xẻo thôi. Nhưng vì một lý do gì đó mà Tổng thống Biden đã không làm như vậy. Mà thay vào đó, Biden lại có buổi phỏng vấn với phóng viên George Stephanopoulos của đài TV ABC News. Và buổi phỏng vấn này không đảo ngược được những thiệt hại trong cái buổi tranh luận vừa rồi. Chúng ta đừng bận tâm đến những câu hỏi khác và những câu trả lời của Tổng thống Biden. Mà theo tôi thấy, đó, Câu hỏi quan trọng nhất là khi George Stephanopoulos hỏi Biden là ông cảm thấy thế nào nếu Trump thắng cử? Và Biden đã trả lời như thế này. Miễn là tôi đã làm hết sức mình và tôi đã làm tốt công việc mà tôi biết mình có thể làm. Đó chính là điều tôi muốn nói. No! Không thể được như vậy, không phải như vậy. Tôi tức là tác giả đã rất là ngưỡng mộ Tổng thống Biden nhưng đây không phải là một trò chơi. Mà Tổng thống Biden chỉ cần ghi được điểm khi ông đã làm hết sức mình. Mà ông cảm thấy, mà ông chỉ cảm thấy hài lòng, vẫn cảm thấy hài lòng. Trả lời kiểu như vậy là không đủ để thắng cử. Vì đây là một cuộc bầu cử nguy hiểm của nguy hiểm nhất của đất nước này. Nếu Trump thắng đó, đó có thể là cuộc bầu cử thực sự lần cuối cùng cho đất nước Mỹ trong một thời gian dài tới đây. Tức là đây là một cuộc bầu cử mà Đảng Dân Chủ hiện nay đang nắm quyền, đang nắm quyền đó. Lại cho phép đối thủ lấy lại cái quyền lực đó một cách dễ dàng như vậy hay sao? Nếu chúng ta cho rằng đó là lời nói hơi quá hả? Quý vị nhớ là sau khi Trump cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 đó, thì tất cả dân chúng đã quá vô tâm không nghĩ là trong nguy hiểm đến như vậy vì vậy tại thời điểm này nè tất cả việc chúng ta phải làm đó là bảo vệ nền dân chủ cho hoa kỳ có lẽ chúng ta có thể học được một bài học từ nước pháp từ dân pháp khi đối mặt với sự đe dọa về nền dân chủ của đất nước sau khi ở của đất nước họ đó sau khi mà phe cực hữu họ đã giành chiến thắng ở vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội đó thì nhiều chính trị gia của pháp đã rút lui khỏi vòng thứ hai vì họ đặt lợi ích quốc gia lên trên tham vọng chính trị của chính họ để nước pháp có thêm cơ hội mạnh mẽ để đánh bại các đối thủ cực hữu mà phản dân chủ và kết quả là vào hôm chủ nhật cánh hữu của pháp đã bất ngờ bị thất bại nặng nề luôn chúng ta có chắc rằng nếu biden rút lui bây giờ đó thì có giúp được gì cho đất nước hay không dĩ nhiên là không ai biết chắc cả và chúng ta biết chắc rằng ở giai đoạn cuối này là thật khó để tìm ra một ứng cử viên giỏi để thay thế ông và nếu phó tổng thống harris có lên thay thế biden đó thì bà sẽ phải chịu đựng các làn sóng bôi nhọ và chống đối bà kịch liệt đúng không nhưng mà phó tổng thống harris thông minh đủ và cứng rắn và những cuộc tấn công bà kiểu này nè ai cũng có thể đoán trước được cả vì bà là phụ nữ mà mà bà còn là người da đen nữa nên chuyện tấn công bà Harris nhắm vào giới tính và chủng tộc có thể gây phản tác dụng trong mọi trường hợp Biden rõ ràng là một món đồ cổ đã bị sức mẻ và nếu ông nhất quyết tiếp tục tranh cử và có vẻ như là ông sẽ không rút lui và như vậy nó có thể cả ông và tương lai của nền dân chủ của chúng ta sẽ thua. Tôi không nghi ngờ gì là Tổng thống Biden là một người tốt và yêu đất nước của mình. Và vì vậy tôi hy vọng Tổng thống sẽ làm điều đúng đắn và nên rút lui. Kính thưa quý vị, đó là ý kiến của ông Paul Krugman trên báo The New York Times. Trump là một tên bất lương. Ai cũng biết cả, vô liêm sỉ, vô đạo đức và đất nước Hoa Kỳ này không thể nào để cái chức tổng thống lọt vào tay Trump một lần nữa được. Tổng thống Biden có rút lui hay không thì chúng ta phải tôn trọng quyết định của ông và ủng hộ ông hết lòng để mà dân chủ của đất nước Hoa Kỳ còn tồn tại cho tương lai của con cháu của chúng ta. Vì vậy, nếu mà Biden không rút lui thì ông cần phải có một chiến dịch tranh cử để thắng Trump và đó là tựa đề bài viết của bà Jennifer Rubin trên báo The Washington Post ngày 9 tháng 7 năm 2024 và cũng do bùi như mai dịch. Biden phải nên nhận ra rằng chỉ có ông mới tự đưa mình đến thất bại thôi. Và Tổng thống Biden đã gửi thư cho lãnh đạo đảng Dân Chủ với lời lẽ mạnh mẽ và hôm thứ hai, tức là cách đây 2 ngày, với thái độ tự tin, ông đã tuyên bố dứt khoát trong chương trình Morning Joe của đài MSNBC là ông sẽ tiếp tục tranh cử. Ông đã đối đầu thẳng với các lãnh đạo Đảng Dân chủ muốn ông rút lui, đi ngược lại ước muốn của các cử tri Đảng Dân chủ và đây là những cử tri mà ủng hộ ông mạnh mẽ. Nếu tổng thống Biden quyết tâm tiếp tục tranh cử thì ông sẽ phải sẽ phải cần làm ngay nhiều chuyện, nhiều chuyện hơn nữa, hơn là những hơn là gửi những lá thư như kiểu này và những cuộc phỏng vấn qua điện thoại kiểu như vậy. Thế ông phải bắt đầu lại bằng cách nào đây? Biden có thể bắt đầu với một chút khiêm tốn ông phải thừa nhận rằng ông không phải là một thanh niên trai trẻ có thể làm việc 16 tiếng một ngày nữa. Và ông sẽ phải chứng minh rằng ở tuổi 80, ông vẫn là một tổng thống làm việc hiệu quả nhất kể từ thời tổng thống Lyndon Johnson. Những thành tích hàng đầu của ông như đưa đất nước phục hồi với đại dịch COVID, đưa kinh tế thịnh vượng trở lại và đã vượt xa kinh tế trên vượt xa kinh tế thế giới Ông đã đoàn kết và mở rộng thêm NATO. Ông đã thông qua đạo luật cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông đã bổ nhiệm được một thẩm phán xuất sắc và tối cao pháp viện, đó là chưa kể thêm 200 thẩm phán liên bang rất là giỏi mà Tổng thống Biden đã bổ nhiệm. Những thành tích này sẽ đưa đất nước thịnh vượng hơn và an ninh hơn trong tương lai trong buổi phỏng vấn với George Stephanopoulos của đài TV ABC News, thì Tổng thống Biden nói rằng đất nước cần ông trong 4 năm nữa, trong 4 năm kế tiếp. Này. Tổng thống Biden đã nói, ai sẽ có thể đoàn kết NATO lại với nhau như tôi đã làm? Ai có thể giữ khu vực Thái Bình Dương ở vị trí mà ít nhất hiện nay nè chúng ta đang ngăn chặn được Trung Quốc? Ai ai sẽ làm được cái điều đó. Ai sẽ có khả năng đó. Biden đã cố tình cho là chỉ có ông mới là người làm được những công việc này. Chắc chắn là Biden có thể chứng minh rằng ông vẫn có đủ khả năng để lãnh đạo các liên minh của Hoa Kỳ. Ông sẽ là chủ nhà để khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần này tại Washington. Và đây là cơ hội quá tốt để cho dân chúng Hoa Kỳ thấy cái biệt tài ngoại giao của ông. Và ông đã được các nước đồng minh nề nang ra sao? Để cho dân chúng Hoa Kỳ thấy rằng ông có đủ khả năng để lãnh đạo thế giới tự do. Và Biden cũng nên nhấn mạnh rằng ông đã hoàn thành hết các công việc ngoại giao nặng nhọc và quan trọng rồi. Ông phải nói rõ cho dân chúng biết ông là người có kinh nghiệm và khả năng đặc biệt để đoàn kết và mở rộng liên minh NATO sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Nhưng mà điều hành liên minh này là nhiệm vụ của một bộ trưởng ngoại giao giỏi đang làm việc dưới sự lãnh đạo của một tổng thống đảng dân chủ được thế giới kính nể công việc đoàn kết nato không phải là công việc của một cá nhân tổng thống mà đó là công việc của một đội ngũ mà biden đã thành lập để bảo đảm vị trí lãnh đạo của hoa kỳ trên thế giới chúng ta muốn ngoại trưởng anthony blinken giám đốc cia william burns và cố vấn an ninh quốc gia jake sullivan chúng ta muốn những người này đứng đầu trong các liên minh quốc tế hay là chúng ta muốn một đám phò Trump toàn những tên hèn hạ chỉ biết vâng lời Trump và luôn tuyên truyền các thuyết âm mưu như Michael Flynn, như Cash Patel hoặc là Stephen Miller? Chúng ta muốn ai? Biden phải cho dân chúng thấy rõ đó là sự lựa chọn một chính quyền có khả năng, một chính quyền không tham nhũng và một chính quyền không tung ra các thuyết âm mưu để đe dọa dân chúng ngoài việc nhắc lại các chính sách các quan điểm của mình và sự cần thiết phải nói rõ là đất nước hoa kỳ cần có một chính quyền lãnh đạo hiệu quả thì tổng thống biden nên khôn ngoan so sánh cuộc bầu cử ở hoa kỳ với bầu cử ở pháp tuần này khi mà phe cực hữu đã bị nhóm cánh tả đánh bại tơi tả bầu cho một ứng cử viên đảng dân chủ cho dù là biden hay là ai khác không chỉ có nghĩa là tiếp tục thực hiện các chính sách của Đảng Dân Chủ, mà đó còn là dẹp bỏ chủ nghĩa phát xít đầy bạo lực, vô luật pháp, dẹp bỏ sự cưỡng bức quyền sinh sản của phụ nữ, dẹp bỏ sự phủ nhận vấn đề biến đổi khí hậu và dẹp bỏ hết dự án cực đoan có tên là Project 2025. Vì đây là chính sách MAGA cực đoan cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump Khẩu hiệu tranh cử của đảng Dân Chủ có thể sẽ là Chúng ta không ủng hộ cho Project 2025 Khẩu hiệu nghe có vẻ mơ hồ Nhưng đây thực sự là một chính sách rất nguy hiểm của Trump Giống như ở Pháp Quan điểm và lý tưởng về Dân Chủ hay là độc tài Sẽ là con đường để mà lãnh đạo tương lai của Hoa Kỳ Chứ không phải là chuyện cá nhân của Tổng thống Phải nói nhiều phải đập mạnh vào cái project 2025 vì đây là một chính sách chi tiết nhằm biến chính phủ Hoa Kỳ hiện đang được lãnh đạo bởi chính quyền của tổng thống Biden là một chính quyền có thực tài chứ không phải bởi những tên xu nịnh bất tài của chính quyền Trump. Và đây là nhiệm vụ rất quan trọng của tổng thống Biden là làm sao nói ra được điều này. Đám bộ sậu của Trump toàn là những tên tội phạm hình sự và chính Trump. Họ đang chối leo lẻo, họ không dám nhận cái project 2025 là chính sách của họ. Nhưng Biden có thể đập thẳng Trump tương tự như kiểu bầu như như bầu cử ở Pháp như thế này, đập như thế này. Bất kể Trump có chối, có lập lờ, có leo lẻo kiểu gì đi chăng nữa thì chúng ta đều biết chính sách của Đảng Cộng hòa MAGA của ông ta đó. Chúng ta biết là ông ta sẽ làm gì. Đó là cấm phá thai và hạn chế một số biện pháp ngừa thai. Đó là họ sẽ thay đổi, họ sẽ lật ngược toàn bộ các cơ quan chính phủ. Họ sẽ sử dụng quân đội để chống lại thường dân và thành lập một chính phủ quân phiệt để trục xuất hàng triệu dân di trú. Hơn nữa, tối cao pháp viện với đa số các thẩm phán bảo thủ do Trump bổ nhiệm sẽ giúp Trump trở thành độc Tài chuyên chế trong cả hai nhánh tư pháp và hành pháp. Viễn cảnh các thẩm phán liên bang do Trump bổ nhiệm như Eileen Cannon hay là Matthew Kaczmarek. Các thẩm phán do Trump bổ nhiệm sẽ đưa ra các phán quyết, chẳng hạn như về môi trường. Họ... Sẽ đưa ra những phán quyết như là tỷ lệ bao nhiêu chất ô nhiễm trong không khí được coi là an toàn cho dân chúng. Và họ sẽ có vô số các phán quyết về kỹ thuật khác nữa. Mà những phán quyết này sẽ làm cho dân chúng Hoa Kỳ phải hãi hùng luôn. Hơn nữa, khi tối cao pháp viện cho Trump cái quyền miễn tố tuyệt đối đó, để ông ta được quyền phạm tội dưới danh nghĩa là các công việc chính thức của Tổng thống thì chính đây là chính đây là tờ giấy phép cho Trump trở thành tên độc tài. Muốn làm gì thì làm. Như vậy, công việc của Tổng thống Biden phải làm sao cho dân chúng thấy rằng kết quả bầu cử là công việc để ngăn chặn một tối cao pháp viện và các tòa án liên bang bất lương đưa ra những phán quyết tai hại cho đất nước hơn là cứ so sánh về hai ứng cử viên bầu cho Biden để ngăn chặn các quyết định tồi tệ kinh khủng nhất của tối cao pháp viện như họ đã dẹp bỏ quyền phát hai, rồi họ sẽ sửa đổi hiến pháp để cho tổng thống không cần phải tuân theo luật pháp và sửa đổi các điều luật khác trong hiến pháp. Ví dụ, họ sẽ dẹp bỏ một số quy tắc đạo đức bắt buộc phải có. Hoặc họ sẽ gia hạn thêm nhiệm kỳ tổng thống cho Trump và họ sẽ cho phép tòa án có thêm nhiều quyền hạn nữa. Như vậy, Tổng thống Biden có thể nhắc nhở cử tri rằng chính cái nền dân chủ của đất nước Hoa Kỳ này đang bị đe dọa. Đó. Biden phải nói ra được những nguy hiểm này. Không chỉ nói về ông hoặc về Trump mà phải nói về sự khác biệt của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nói về hai chính sách quá khác biệt và hai quan điểm và cái tầm nhìn về một đất nước hoa kỳ của hai đảng nó như thế nào nếu có sự thay đổi gì đó và biden buộc phải rút lui thì đó vẫn là những chính sách rõ ràng cho phó tổng thống harris hoặc một ứng cử viên nào khác đứng lên thay ông đảng dân chủ phải cho dân chúng thấy được rằng cái chức tổng thống là công việc của một đội ngũ và phải thực hiện các chính sách mà tổng thống đã đưa ra và bây giờ vấn đề là phải bảo đảm với dân chúng là chính quyền Biden vẫn sẽ lãnh đạo đất nước hiệu quả. Thay vì bị khống chế bởi Project 2025 của Trump và nền dân chủ của đất nước vẫn tồn tại chứ không phải cai trị bởi tên hôn quân. Nói một cách khác, bầu cho Biden vào tháng 11 thực sự là tiếp tục con đường mà ông đã vạch ra cho đất nước tận dụng sự khôn ngoan và những kinh nghiệm của ông và đất nước vẫn còn những giới chức có tài có khả năng phục vụ đất nước chứ không phải là những tên chỉ biết tuân theo các mệnh lệnh bốc đồng của một tên hôn quân ái kỷ Kính thưa quý vị, đó là bài viết của bà Jennifer Rubin trên báo The Washington Post thì có thể nói là mọi chuyện đã quá trễ để thay thế ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ vào lúc này vì nhiều vấn đề phức tạp về luật bầu cử của các tiểu bang nữa quý vị. Và quá trễ để cho một ứng cử viên khác có tên trên lá phiếu ở các tiểu bang. Vì luật bầu cử là luật của từng tiểu bang. Vì nếu thay thế bây giờ đó, mà nếu Dân Chủ mà với ứng cử viên mới mà có thắng ở các tiểu bang thì chắc chắn là Trump sẽ kiện lên tối cao pháp viện. Mà quý vị biết là tối cao pháp viện bây giờ là của ai? của Trump chứ còn của ai nữa đúng không quý vị? Tối cao pháp viện họ đã mất mất hết liêm sỉ khi mà Trump phạm bao nhiêu tội tài đình như vậy mà họ còn chạy tội cho Trump. Thì có chuyện gì mà họ không xử cho Trump thắng không? Đúng không quý vị? Quý vị nghĩ đúng không? Vì vậy mà hiện giờ chúng ta phải cùng nhau để ủng hộ bất cứ quyết định gì của Tổng thống Biden và của Đảng Dân Chủ thôi. Và kính thưa quý vị, đó là những... Um, đó là hai bài dịch và một tí xíu nhận định của tôi và những cái suy nghĩ của tôi thôi chứ không nhất thiết là là chúng ta muốn Biden rút lui hay là Biden không rút lui mà cái này là ý kiến của những nhà báo có uy tín và tôi cũng chỉ muốn đem những cái tin tức này đến cho quý vị thôi và hiện giờ thì tổng thống biden quyết định là không rút lui thì chúng ta chỉ không còn lựa chọn nào khác chúng ta phải quyết tâm ủng hộ ông mà thôi kính thưa quý vị đó là bài uh, dịch và bài nhận định cho ngày hôm nay xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một uh, ngày thật vui và bình yên kính chào quý vị ạ